Hôm nay thấy đông đủ không biết có vụ gì không ta. Thấy cũng hơi ớn á nghe. Ở đây đông quá vậy. Thấy đồn Canada đó. Đại tử này Canada biết rồi. Canada. Cũng Canada nữa hả? Dạ. Ở tiểu bang nào? Dạ Toronto hết. Toronto. Năm bà con. Đại tử đó ở đâu? Hai đứa con của con. Hai con biết rồi. Dạ. Là tử thường là anh đó ở đâu? Dallas. Hả? Dallas hả? Dạ. Là anh lần đầu tiên gặp đó nghe. Anh về núi thăm Phật hay thăm ai? À, gặp ai muốn gặp ai? Gặp Phật hả? Có đốt nhang Phật không? Rồi làm rồi. Hồi nào không thấy? Đến hôm qua rồi. Vậy hả? Dạ. Rồi có hâm mộ núi không? À, có hâm mộ kiệt không? Có. Hâm mộ đừng hâm đục nghe. Đục là phiền lắm, tại ngay trong cái thời điểm này nó nhạy cảm. À, Trung Cộng tình báo Hoa Nam nó cũng hâm đục mình nữa. Mình không biết ai làm hâm đục hâm mộ thì cũng được, miễn lên gặp là vui à. Mình là thiệt là thiệt. Đục thì hâm đục hâm mộ có đủ dạng hết. Hâm đục thì nhiều hơn hâm mộ phải không? Làm đục nhiều hơn. Phải cẩn thận cho con anh ở đâu? Mới qua lần đầu cái chị có tới lâu rồi nhưng mà mới tới lần đầu. Qua nói là hâm mộ hay hâm đục? Hâm mộ. chỉ có tình báo Hoa Nam Cộng sản Trung Cộng á nó hâm đục. Là tự gì nó nói mình khắc chứ nó mà không. Xuống trần thì thôi nhiệm vụ của mình là phải chấp nhận thôi, chứ hồi xưa Phật cũng bị nó đục, Chúa cũng bị nó đóng đinh. Sát phàm kiệt ngô này thêm nó kiệt này nhầm nhò vậy. Phật Di Lặc chưa xuất hiện mình chưa có chết được đâu á nghe. Phật Di Lặc số 1, còn mình là hành Phật Di Lặc số 2. Có nhiều người nói ủa sao bữa anh nói truyền tin nói anh hành Phật Di Lặc thì trên nói vậy mình nói vậy, mình là hành theo pháp Phật Di Lặc. Tại Di Lặc nó sẽ có tới 3-4 nghìn Phật Di Lặc trong tương lai, tới mấy nghìn năm mà thì nó cũng như đi theo hệ thống của bên Công giáo Giáo Hoàng vậy đó trong tương lai. Nhưng mà người số 1 tức là Phật Di Lặc thiệt chưa xuất hiện. Thằng đệ tử số 2 này lò tò đi trước phải không, để dọn đường phải không, đánh trống thổi kèn đó là câu chuyện vậy. À, vừa nói vừa trả lời luôn mấy comment ta không có hiểu. Bữa nay đột sức thì ngồi đây kêu hết mấy đứa đệ tử ra đi, thưa bộ không ăn uống gì, dẹp hết đừng ăn gì hết. Mấy con không có cần phải lên đây giống như nhóm lo ăn lo uống là ấy. Một lên đây ngồi chơi, hai là dẹp đồ ăn. Ở đây mình chủ yếu không có giống như chùa nhóm mà ăn uống giống như với chùa. Chiều nay đứa nào thích thì cứ xuống, còn bình thường thì đây. Tại vì cái thiên tâm của mình á nó sẽ thống nhất thế giới. Cái thiên tâm không có thể nào nhỏ hơn một cái ông thầy Tây Tạng. Ông chỉ dùng mình để mà ông là tạo nhóm để mà gây quỷ, chẳng có ích lợi cho cái đạo hết, làm cho sư phụ rất là khó độ Phật tử dưới núi. Các con có hiểu không? Nên phải có chánh kiến. Còn đứa nào thích xuống dưới thì chiều nay cứ xuống. Còn sư phụ rất là bận ở đây, cũng có cấm ở đây tự do, họ thiên mình cũng là tự do. Đứa nào theo sư phụ thì cứ theo quỷ, theo tà thì cứ tự nhiên theo, sư phụ không có cản. Hồ chỉ giao duyên một lần thôi với chúng sanh. Một cái đạo để mình học để về trời, chứ không phải đi nhóm rồi thì học một khóa tu cắm cây cỏ lên đầu thì đã cắm rồi, cần gì phải nhóm để cho người ta lấy họ thiên chạy theo như vậy. Trên nói vậy á, thì hồi già vậy, còn đứa nào muốn theo thì theo luôn á, cắm lên núi.
Tại vì làm cho hữu rất là khó độ Phật tử dùng này. Không phải mình tu là để vui đâu con. Nước Việt Nam sắp có đại nạn chết đói đó, đó không lo. Tại sao mới có trước Covid 2018 tới năm 23 giờ 5 năm tóc bạc? Tại vì biết nhiều chuyện quá. Thấy người ta dễ đạch đạch đó, sắp chết mà không làm gì được gì, rất là buồn. Thà mấy con vô tư cái hồn nhiên, ngày nào cũng karaoke thì vô tư quá không. Rồi cái nhớ nhóm ăn uống chạy theo thầy này thì nói là vô tư. Nhưng mà ngày mai nhảy cái đùng chết như Covid hồi năm 19 á, thảy như củi vậy đó, thì lúc đó còn chưa biết sợ nữa. Ở chúng sanh thầy đây ngộ đó, nhảy đạch đạch chết cũng chưa biết sợ nữa. Lên giường bệnh á, mà có lúc mà ở đây nè, ngay cái nhà thương đây mấy người quen đâm ống đầy trong họng hết. Rồi cái đưa FaceTime, anh kia ơi, tôi nghĩ anh là người đặc biệt, anh cứu má tôi nổi không? Cái thì đưa FaceTime, nói ok vậy giờ kêu quay về hướng Đông Bắc, tên là Cúc không? Thì tự mình đặt tên là con Thiên Cúc, quay đầu với Thượng Đế đi. Mình sắp sửa bị đứt thở chết rồi đó, vậy mà cũng không có chịu. Có đó. Nhưng mà người con thì lên núi này chơi có lòng tin, nhưng mà người mẹ không tin. Mà sắp sửa chết chứ không phải là như bình thường như mình đâu. Nó không phải là dễ gì mà có họ thiên đâu con. Đứa nào có họ thiên là có đại phước. Hello con. Cái này thấy chấp bì hả? Ăn quá. Không có tập thể dục hả? Thấy hôm nay sao chấp bì quá. Hello tự. Thì lên giường bệnh mà cũng không quay đầu với cha nữa. Còn nếu mà dù nói một mình Kiệt, nói một mình Kiệt là sống thiệt, mà nói lời thiệt, việc thiệt, và chuyện nó sẽ xảy ra 1,000,000% là thiệt luôn. Ai muốn cá gì cá. Vậy mà họ nói mình sống ảo. Chẳng qua là cái gì, là tiểu số sẽ không bao giờ thắng đa số. Nhưng mà nên nhớ đa số, đừng có nghĩ là đa số sẽ trúng. Khi mà Phật Di Lặc số 1, tức là Đức Thầy xuất hiện thì sẽ hiểu việc này không có sống ảo. Triệu phú rất là nhiều tiền, thích đi chơi chứ không phải triệu phú mà thích ngồi đây và chóc chóc nhảm nhảm kiểu này. Tất cả đều là thiệt. Chỉ có một cái là số lượng quá ít. Được nhóm họ thiên thì cũng vui rồi đó. Lần nào mình cũng đi hai trình ở vùng này là thấy vui. Còn ở xa, xa xa ai mà có duyên có phước, hiểu được thì cứ hiểu. Ví dụ như thầy Tạng ở dưới, không có cái môn nào ông dạy mấy đứa con khác hơn thì cứ nên đi học. Sư phụ biểu phải đi học, cắm cây cỏ lên đầu phải đi học. Nó là một cái training, cho một cái technique trên cái đường đạo họ thiên mình thôi. Con có hiểu không? Nó trả lại gì hết. Bây giờ sư phụ đã từng trải qua gần 10 năm tu học ở khắp tất cả các thầy đi từ Ấn Độ. Nó cũng là một cái môn để cho người mình hiểu được mình có quy tắc. Mình muốn về trời mình phải làm những quy tắc này. Nó cũng giống như một cái công thức thôi, chứ không phải là mỗi lần cái event chạy ào xuống. Tùy theo chuyện, tùy theo vụ. Sư phụ tạo mỗi ngày mỗi cái event núi Thiên Công Sơn này cũng được nè. Cái event mà lên Facebook thôi, đi bộ thôi cũng là vừa. Bữa đứa nào xuống cũng mấy pound á, mà khắp thế giới người ta cũng vui. Tại khi người ta thấy mình hồn nhiên vui á, ngoài kia mấy người giàu với mấy người Việt Nam đang gầu gỉ cửa hàng phố xá đồ đang đóng. Người ta đâu có tinh thần đâu tập thể thao. Mà người ta thấy mình đi kiểu đó là người ta cũng vui lây, con hiểu không? Tức là mình mang nụ cười cho thế giới, mà bản thân mình cũng có lợi nữa. Nên chủ nhật nào cũng tập lên đỉnh núi nữa. Lần sau mình đi đỉnh núi kế bên, đỉnh núi kia cao hơn, khó đi hơn chút. Nhưng mà lần này là để làm chi phải không? Để thử cái cao đồ có bò lên nổi không? Cao đồ lên, lên được cái đỉnh núi số 1, cái đó là thấp nhất á. Là... mai mình đi sư phụ. Mai đi hả? Mai đi, để cho mấy đệ tử ở đây
dưỡng sức. Tại vì bà vô mỗi lần đi á, nó cũng hơi ghim mình đó. Tới bữa nay cũng vẫn còn ngủ ngon á. Còn nó đi cái ghim mình ghê lắm. Đi cái sư phụ đó còn sợ đó, nó cũng lo gì đâu. Đó cũng không đúng. Cả cho bộ xuống trần á, cũng không có dùng thần thông nhiều. Hồ đi khắp tất cả các dãy ngân hà, đi từ Bắc Tu Lô Châu, Đông Hán Thành Châu qua tới Tây Ngô Quá Châu, bây giờ trở về Nam Thiện Bộ Châu. Và cũng đầu thai tất cả những thành tinh làm người ấy lên chiếc thân đi. Nhưng mà vô quả địa cầu này cả Phật luôn, cả cha, cả tất cả các vị Bồ Tát, khi mà mang thân phàm vô cái trái đất này đều phải dùng lý trí và bi trí dũng, chứ không có dùng thần thông. Dùng thần thông sẽ trái với luật âm dương. Nên nhớ lời phụ nói ở mấy hòa thượng lớn, người ta có tu học, người ta nghe, người ta biết lời phụ nói thiệt. Chứ còn mà ngoài cái sắc phàm này á, sư phụ rất là thần thông, rất là cao siêu. Sư phụ là con của cha đi thành lập qua cái quả địa cầu này. Ngày đầu tiên cái quả địa cầu này là một cái trái cầu lửa. Lúc đó cha sư phụ á là phải dùng cái mặt trăng á đập vô cái trái cầu này á, để cho nó thành ra một cục bo, rồi từ từ nó mới có sự sống. Đó là công lao của sư phụ những ngày đầu mà thành lập cái quả địa cầu này. Đây là câu chuyện bề trên kể sư phụ nói. Cái nào ở trên cho nói được thì sư phụ nói trên mạng, để cho những nhà khoa học gia sau này họ biết. Thì đây á, mình có Edwin đệ tử cũng là khoa học gia. Ông có rất là nhiều câu hỏi về trong không gian á. Nó có cái gọi là mechanical atonement. How you call in the air? Quantum mechanics. Quantum. Mấy cái đó là khí dương á của cha. Còn quỷ thần á, nó là một cái khí âm. Nó ở trong bóng tối thôi. Nó không có, nó sợ ánh sáng này nọ. Thì trên trời á, là Atula á, là tha hóa tự tại thiên á, là dạ ma thiên á. Họ là quỷ, họ thường lên trên trời chiến đấu với quân tướng của thiên đình của cha. Tại vì cái máu họ rất là hung dữ, và khi họ đầu thai xuống trái đất này đó, họ cũng muốn chiếm cái quả địa cầu này nữa. Họ không muốn để cho con của thượng đế có một mảnh đất để cắm dùi. Họ muốn chiếm cái quả địa cầu này thành biến thành màu đỏ. Thì cách đây mười mấy năm trước mới gì có nói đó là Trung Cộng. Cho nên họ được Mỹ cho ăn cái no giống như giúp ngát vậy đó. Giống như mấy câu chuyện mà ở Houston là bữa có ai cho mấy người đi phá giang á, rồi về nhà làm thịt luôn á. Thì đại khái tức là lấy, đúng ra là phải lấy ân báo ân. Không, mà Trung Cộng lấy quán báo ân. Tại vì cho nó hai thác vô nó mạnh, thì lúc đó xém một chút ở trên sư phụ phải khấn. Thì từ đó cái quả địa cầu mà hôm nay mới thay đổi lớn cho tới ngày hôm nay thì sắp sửa đó là kết thúc là để sẽ không còn cái tà, cái ác, cái bất công. Tại sư phụ có nguyện thời từ lúc mà tái sanh làm con người, nhất là người Việt Nam. Có nhiều người hỏi, đại tử Mỹ hỏi, sao sư phụ có nhiều ánh sáng như vậy, là một God. Nó nói, nó thấy, nó ngồi thiện đấy. Nhưng mà sao sư phụ hôm đầu thai là một người ngoại quốc nào, nước nào, nó có tiếng nói. Cũng giống như ca sĩ Việt Nam mà nó ca suốt đời vẫn nghèo. Ca sĩ Mỹ ca bản là giàu vậy đó. Còn tại sao sư phụ đầu thai một người Việt Nam mà lại vẫn bị người Việt Nam không trân trọng? Đó là người Việt Nam mình có cái nghiệp nặng, rất là nặng. Hiện bây giờ họ cũng đang bị cái nghiệp rất là nặng. Nhưng mà cái nhiệm vụ xuống trần để mà đón rước Phật Di Lạc, tất cả những vị Phật mà thời xưa, mà lúc mà Phật Thích Ca 2600 mấy năm về trước, 500 mấy năm rồi, lúc mà thọ ký, khi mà Phật nhập diệt á, ở một cái thời đại mạt pháp này á, khi mà đạo Phật bị suy đồi bởi con cháu của Ma Vương mặc áo vàng vô nó quậy á,
câu chuyện nó ai cũng biết rồi phải không? Thì một vị Phật kế tiếp sẽ kế thừa, đó là Phật Di Lạc, là đức thầy của mình, Đức Bình Phú Sọ, là Phật Di Lạc. Sư phụ chỉ nói 99.9 thôi nha, còn 1% để chờ ngài tự ngài nói, là ngài là số 1. Còn sư phụ là đệ tử của Phật Di Lạc, chuyên thừa của Phật Di Lạc. Cái tiếng gọi cũng rất giống nhau, nhưng mà trên cái sự thiếm bí kịch, sư phụ cho mấy đệ tử, đức thầy và mọi người với cha đồ công bố ra bữa giờ á, để ai nên ai, con ma hay là con quỷ hay con Phật, nhà nào có cái bằng đó thì là con của Thượng Đế, con Phật. Còn những đứa mà lì lợm đứng đầu thì sau khi cái trận này á, nó sẽ nhiều chuyện để mà xảy ra với mỗi người có cái nghiệp của họ. Cái nghiệp trước tiên á, là thấy thất nghiệp nữa, đói nè, rồi bệnh đó, rồi mai mốt là thí dụ như bữa nay cúp điện ở Sài Gòn á, ngày mai là thí dụ như những cái gì mình thèm ăn như bánh mì đó đâu có điện đâu làm bánh mì, rồi từ từ cái xuống cấp là thành ra điêu tàn. Thì cái bài hồng tàn giữa mùa xuân á, thì bây giờ hoa hồng nó khô và héo rồi tàn bây giờ là rụng, nó đi qua bốn thời kỳ. Mà cái bài đó ngày xưa của một vị có cái tượng ngoại á, đang ngồi ngoại đó, cho sư phụ. Thì khi cái bài đó ra thì năm 1985 hay gì á, là chế độ Liên Xô đầu tiên sụp đổ, tại vì cơ trời mà, đi hàng nghìn năm. Thì những cái bài sấm cơ mà bây giờ trên mạng sư phụ bỏ lên đó là trúng hết. Thì cái bài đó tuy là có mấy câu nhưng mà nó áp dụng nguyên vào thể chế Liên Xô sụp đổ. Từ thời đó tới thời nay á, quý vị cứ kêu sư phụ phải đọc lại cái bài đó, phải thuộc lòng cái bài đó, hồng tàn giữa mùa xuân, đứa nào mà thuộc lòng không? Thì đến hôm nay á, là rụng thiệt á, chứ không có còn là héo nữa. Tại qua hồng nó khó rụng lắm không? Nó héo từ từ, qua hồng là gì mình biết rồi đó, hồng quân đồ, khăn hoàng đỏ rồi. Nước Việt đang dậy chết, bốn bức tường đi khép lại vậy nè, khép lại. Sư phụ đã từng tái sanh vô khắp nhiều nước, khắp nhiều hành tinh. Riêng nước Việt, sư phụ tái sanh vô làm vua cũng mấy lần, giờ chưa nói được. Nó được vợ bển, nó ở Hà Nội, nó cạo màu hay sao? Trung Cộng tụi nó ghê lắm, cho nên mình không có nói. À để sau này đi mày biết. Đó là không phải là đùa, mà cũng phải là nửa thiệt thật giả giả. Nhưng mà lời sư phụ nói trên mạng này, cái đóng máy quay phim sẽ lưu truyền mấy nghìn năm, không bao giờ sư phụ nói láo. Một lời Bồ Tát nói là thiệt. Thì có ân quán, giờ có ân nợ với cái quốc gia này nè. Thì hôm nay mới ngồi đây. Rất là làm vua rất là nhiều lần của nước Việt, mà lần nào mà xém chút là cũng bị Tàu nó đồng quá không à, ngộ vậy đó. Xém chút lần này xém chút à, bữa cái vụ mà 999 mà ba cái địa điểm mà nó mua gì đó, ở đây vụ khẩn chết. Thì có đầu tối ngày cứ ngồi họp với mấy vị về chuyện này, mấy vị nói ngày không thích thì tôi put nó on hold, quản lại. Thì cái lúc đầu á, hoàng xe với trường xe cũng khó đòi lắm. Tại vì nếu mà nói về lãnh thổ á, nước là của ông Long Dương cai quản, ổng làm ông nhạc phụ. Nhạc phụ cũng phải ngồi xin xỏ. Cái vô phụ mới lên trên mạng mới kêu ba bốn chiếc tàu ngầm cũng đừng có ăn cắp dầu nữa, phải warm up nó. Tại vì bỏ nhiêu dầu á, mấy ông nội đó cứ hút bán đó. Rồi bây giờ muốn đi đuổi mấy con dịch vô á, làm sao đuổi? Đuổi dịch có nghĩa là khi Trung Cộng có chiến tranh với Biển Đông á, mình cứ ra mình lấy lại thôi. Chỉ cần một chiếc hải quân nhỏ nhỏ của Mỹ nó đậu chơi chừng hai thằng ngồi câu cá thôi là bảo đảm đại thất hạm đội của Trung Cộng nó không có dám xuống vùng đó. Đậu đâu khúc chỗ miền Bắc nước Việt á, vịnh Bắc Việt á, là làm sao mình cứ đuổi dịch, đuổi nó về rồi lấy Hoàng Sa, lấy Trường Sa lại. Chỉ đuổi thôi chứ không phải là đánh nha.
vậy mà cũng là không được nữa, tại vì không có dầu chạy ra ngoài thì sao mà đuổi. Trời ơi, Việt Nam không có cái gì mà nó không ăn cắp hết trơn á. Tàu ngầm mà nó còn rút dầu ra đổ nước vô nữa mà. Nhiều chuyện vui lắm, tự mấy con không biết. Để tôi ngồi tôi coi tình hình thế giới phải không? À, mỗi một ông nào số mạng tới đâu, chừng nào chết tôi cũng nắm tay hết. Ông nào lên, ông nào xuống tôi cũng biết luôn. Nhưng mà mình không có nói nhiều thì mấy ông loạn cào cảo bển không? Như nào đông đông kiểu này á, ví dụ như mai mốt mấy đứa con họ Thiên đứa nào có cái bát của Thiên Long Sơn á, đậu xe trên này, còn người nào mới tới cho họ đậu ở dưới khu công giáo đi, khu Catholic á, để cho giống như mình tạo sự khó khăn chút, nó muốn challenge thì cho nó challenge nhưng mà khó khăn chút. Chứ cái thế giới này á, cái hồ núp cũng không được, núp lùm như kiểu bà rồng lửa cũng bị vô họp, cũng may là ngồi đây chứ không có núp. Nhưng mà thấy có về ngày có giờ để mà mình gặp, còn không gặp không bỏ clip lên mạng thì cũng tội một số đứa con họ Thiên, họ nhớ họ mong, thì cái nào mình cũng phải chung dung, nhưng mà mình là dạng từ bi thì không có kẻ thù. Còn người nào mà coi cho phụ là kẻ thù hay ghét cho phụ á, thì người đó vô lý, mình dũng chuẩn vô lý cho nó nhẹ nhàng nha. Chứ thật sự chuyện này không có đụng chạm tới ai, chỉ có nói lời thật thôi. Trừ khi nào tôi nói sai đi, có giỏi á, truyền thông, mạng truyền thông nó tự do đó, đưa cái gì tôi nói sai đi. Còn này mình nói để chi, để mình xây dựng. Mình nói để mà cho mấy ổng á, có cái miếng nệm để mà ổng hạ cánh an toàn, không có bị u đầu quá không. Là ở trên mẹ dạy, mấy vị ngồi ở ngoài đó cũng dạy, đức thầy cũng dạy, thường thường đức thầy dạy cho phụ hoài, sau này con á phải lấy ân báo oán. Ê, sorry, đúng không, lấy ân báo oán đúng không, à tức là lấy từ bi để báo oán, không có để cho trả thù qua lại. Và đồng thời á không để cho giống như những đứa con cháu của mấy ổng mà qua đây lâu năm á, cho nó trở về để ứng cử lại. Mục đích của mình á là người thế gian không có quyền xử người thế gian, để cho nhân quả. Và nếu mà họ giờ chót họ quay đầu thì cũng được cha xóa một phần tội đó. Còn nếu mà họ lì quá đó thì họ sống trong cái hận thù khổ. Ở trong luật Phật, ai mà ôm hận nhiều, ai mà sân si á, thì cái thần hồn của họ sẽ bị đi về đâu mình biết rồi đó. Nhưng mà nhiều khi họ không có hiểu về tâm linh, không hiểu về đạo thì cũng tội nghiệp. Còn những đứa nhỏ nó lớn lên, nó vô tư. Chứ bộ hồi lúc đầu á, nói mấy cái này cách đây 5-6 năm, mấy ông HO ở đây á, chửi, kiết, mày nói á, mày thân cộng á. Tôi theo cái thiện, tôi không có thân ai hết, tôi nói là thật. Còn mấy ông thì hăng máu lắm, chắc mấy ông, nhất là ông đồ ăn mình. Phụ phải dịu xuống, tôi phải giải thích. Rồi bây giờ là những ông HO mà gần với phụ á, là bây giờ không còn thù nữa. Tại mấy ông hiểu rồi, cùng là người Việt, nếu mình đấu qua đấu lại thì cái nước mình nó sẽ rất là chậm phát triển, không có lên lẹ được. Cũng giống như nhà hai chồng gây lộn á, chẳng có mà nợ dám tới chơi mình. Hai anh em quýnh lộn đó ngày, quýnh hai thằng đó, không ai chơi nó. Nước Việt mình cũng vậy,